Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Banker. Bao tiền? Hôm nay lại xe lại mới về anh em ạ. Đấy. Xe lại mới về một lô rất là nhiều dòng xe, như 125 đến cái dòng phân khối lớn luôn. Cực kỳ nhiều dòng xe giá rẻ anh em nhé. Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua cái địa chỉ cửa hàng để anh em nào ở gần thì có thể là đến trực tiếp cửa hàng ship xe, hoặc anh em ở xa thì anh em cứ alo qua Zalo cửa hàng, cửa hàng sẽ ship xe mọi miền Tổ quốc cho anh em ha. Thì địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Ô Tô, nằm ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092 770 1448 nhé. Và cửa hàng có nhận giao lưu trao đổi tất cả dòng xe luôn. Để anh em mà muốn trao đổi xe lên CC thì anh em cứ inbox ha. Rồi, thì còn anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình bây giờ sẽ vào gọi anh Phong để cập nhật một số cái dòng xe mới về cho anh em ha. Rồi, ok, đây là anh Phong nha mọi người. Xin chào anh em nhé. Video này thì giới thiệu về mấy con mới về. Mấy cái con bên ngoài này vừa mới rớt xe tải xuống xong. Mới rớt xuống xe luôn ha. Đây, con đầu tiên là con IB này đi. IB 125. Đi có 2000 cây. 2000 cây. Mới. Xe còn mới lắm nhỉ. Xe rất là mới luôn ha. Lên thêm cái thùng. Lên cái thùng. Như cái cản trước ha. Thùng cả. Cái đi 2000 cây thì xe leng keng lắm. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 37.900.000. 37.900.000. Đấy. Xe đẹp đến 66 anh em nhé. Ok. Tiếng đồng combo. Combo nào đây? Để 1150. 67 ha. UR15 ạ. Hết xăng. 925 cây. Mới đi 925 cây. Đúng. Vỏ nó thế này mà. Con này để cho anh em 32 triệu. 32 triệu anh em. Mới đi 900 cây thôi. Đại chủ xe thì có lên một cái bộ lưu vin. Hả? Có ok. Lên một okay. Cái bộ. Một cái bộ thôi, còn đâu là xe zin hết. Rồi ok. Đấy, rồi. Ok. Để ok, để coi. Con này cũng mới về. Chiếc một chiếc full màu đỏ luôn. Này thì cũng có lên một cái bộ đồ chơi nhé, để chân cụt sau. Đây, con này thì có lên tài thắng tài côn đồ chơi luôn ha. Con này đi 28.000. 28.000 cây. Hết xăng. 28.000 cây, full màu đỏ. Màu đỏ rất là đẹp ha. Con này thì giá mấy thế? Con này để cho anh em ở cái giá nó là 30.900. 30.900. Con này biển Đồng Tháp. Đồng Tháp này. Đấy. Rồi, đây thì có con FZ 50i. Biển Long An. Con này thì sơn dọn lại màu kiểu. Con này lại sơn lại dàn áo rồi anh em nhé. Biển 62. Biển bô lên giờ chân cụt sau. Cũng hết xăng luôn. Rất nhiều ốc titan luôn. Độ cái đầu đèn. Độ đầu đèn lại nha. Đèn kính gió hai bên. Con này thì sẽ để cho anh em mở cái giá nó là nhiêu ta? Xem nào. 26.900.000. 26.900 em nhé. 26.900. Đấy. Đổ lại một số món đấy. Đây bên này mình còn xe. Đây có R15 V3. Xanh V3, xanh Monster. Monster. Cũng hết xăng luôn. Hết xăng. Mấy con này mới đi 14.000 cây. Xe 2020. Con này thì hồ sơ có sẵn rồi anh em, chỉ sẵn về ra tên thôi. Nó là xe 2020 và con này thì mình sẽ để cho anh em là 45.900.000. 45.900 anh em nhé. Đi 14.000. Đi 14.000 thôi. Dạ, anh em mình vào bên trong còn xe nhà ha. Hôm nay thì có về thêm Rebel nữa. Đây, Rebel
con này mới 300. Về. Ừ. Về thêm hai con beo. 300. Đi 1.200 cây. Biển số 61 Bình Dương, biển số cũng rất là đẹp luôn. Mới đi hơn ngàn cây. 61A1-02255. Con đấy đồ chơi tính xương xương cũng hết khoảng cỡ chục triệu. Yên liền này. Yên rồi là chân trống. Chân trống này vậy thôi mà hết 2,5 triệu. Rồi cái bộ phận càng này nữa. Cái chụp cái mũ đèn này cũng hết 2,5 triệu đấy. Này đúng mua tận tiền không? Con này thì nó đi được 1.200 cây. Nó là xe 2021 và sẽ để cho anh em là 101 triệu. 101. 101 triệu. Này, con beo này cũng vừa mới beo 300. Con này thì nó là xe 2022 biển Sóc Trăng. Đi 1.820 cây. Con này cũng đi hơn ngàn cây thôi. Con này thì lên cái tựa lưng sau thôi. Còn đâu tất cả nguyên bản hết. Chiếc này thì sẽ để cho anh em là 101 triệu bằng con đỏ. Bằng con này luôn, 101 anh em nhé. Đúng rồi, beo 300 thì còn 5 chiếc, giá nó đang dao động từ 95 cho đến 101 triệu toàn xe lướt. Này thì tổng cá là còn 5 chiếc beo nữa. Cái này thì CBR 150R bản 2022 luôn nhé. Đăng ký 2022 biển 61. Con này thì mình đang rút hồ sơ. Nó là xe 2022 luôn chứ không phải 2021. Đi có ngàn mấy cây. Hơn ngàn cây. 115 cây. Con này có lên số đèn. Đèn led dưới lên mấy cái đèn tím tím xanh xanh. Lên thêm cái tay thắng tay côn kiểu. Tay thắng tay côn đồ chơi. Chiếc này thì sẽ để cho anh em là 61.900.000. 61.900.000. Ok. Ở đây nữa. Đây là 15V3. Xe 2020 biển Vũng Tàu, đi được 19.000 cây. Màu đen nhám. Chiếc này thì cũng sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 45.900.000. V3 thì hiện tại còn rất nhiều, giá đang dao động từ 43 cho đến là 50 triệu, còn khoảng cỡ 30-40 con. Nhưng mà có cái là bữa nay thì ngân hàng nó siết lại một tí, nên anh em mua V3 như thế này thì mình chuẩn bị khoảng cỡ 14-15 triệu là góp được. Okay. Như trước thì tầm này anh em chỉ trả trước 7-8 triệu là được. Nhưng mà bữa nay thì số tiền trả trước nó tăng lên nhiều. Tăng lên xíu tại chắc nợ xấu nhiều. Không phải cuối năm rồi, năm nào cũng vậy, nó hay siết lại tín dụng. Ok. Đây nữa. GDX S150. Mười chín ngàn cây. Con này biển số 67 An Giang. Nói chung là cái màu này nhìn nó cũng rất là đẹp. Chắc là mình hình như là chưa bán con nào màu này luôn. Xanh, đỏ, đen bóng, đen nhám nhiều nhưng màu này chưa bán bao giờ. Sắm lông chột thì. Đúng rồi. Chiếc này thì sẽ để cho anh em là 36.900.000. 6.900.000. Xe này như là xin từ đầu nuôi luôn. Đây có con này cũng mới về. Chiếc này màu đỏ. Đi 7.000 cây. Hết xăng mất rồi. Hết xăng. 7.163 cây, xe biển số 61 Bình Dương. Bình Dương. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 37.900.000. Xe 2020. Okay. Đấy, còn con kia nữa tiện quay luôn thì con đấy nó là đời 2018, biển số 95 Hậu Giang. Con này chạy hơn 30.000 và mình đang bán là 35.900.000. Okay. Đằng sau có con mới về nữa. Ở đây có chiếc MT03 mới về. MT03 xe 2021. Cái này là đăng ký năm 2021, còn mấy cái dòng này đời này nó chỉ khoảng 2018 thôi. Đấy là đát năm sản xuất thôi. Còn đăng ký nó đến 2021 mà nhiều con tồn kho đến 2022.
Tại vì 2020 nó ra cái mẫu MT03 mới rồi. Nói nôm na lại nó là MT03 mẫu cũ. Như thế anh em dễ hiểu. Con này thì nó chạy chỉ được 4.000 cây thôi. Biển số 66 Đồng Tháp. Biển số nó cũng khá đẹp, 00991. 4.000. Okay. Xe như mới, dàn áo đang bọc keo kín mít. Chiếc xe này thì mình đang bán với mức giá nó là 89 triệu. 89 triệu hả? Đúng rồi, 89 triệu. Đây, anh em mình lên trên để xem tìm có con nào mới về đâu. Đây này. Đây, chiếc Bandit. Suzuki Bandit 150 đi 7.448 cây, tem sơn 3D. Con này thì mình đang rút hồ sơ nên anh em mua thì chỉ về đăng ký thôi. Nói chung là giá ở cửa hàng là tất cả những cái xe chính hãng ấy, đều bao rút hồ sơ cho anh em hết và bảo hành máy cho anh em 6 tháng. Chỉ có xe Trung Quốc, có một vài con Trung Quốc là không có bao rút hồ sơ thôi, còn chính hãng là bao rút và bảo hành máy hết. Cái xe mới về thì mình cũng vừa mới cập nhật xong, thì có gì anh Thắng sẽ cập nhật thêm cho anh em ha. Rồi, ok. Ok. Đấy. Thì xe hôm nay thì về một số chiếc á, thì mình mới cập nhật xong cho anh em ha. Đấy, đủ các kiểu dáng này, mẫu mã rồi là các giá cũng khá là mềm anh em nhé. Đấy. Con này thì có lên màu nhìn cũng khá là nổi nhất trong cái đám này luôn. Đấy, 2019, đã cái 38 triệu thôi, đánh cái hồ sơ rồi. Xe thì nhìn từ đầu đuôi luôn, chỉ có sơn lại, đây là sơn lại chú xe thì sơn lại mâm này, sơn lại dàn áo này ha, chứ cái màu zin của nó là không cái màu này ha. Đấy. Rồi thì mình với anh Phong thì mới cập nhật xong cho anh em cái mấy một số con xe mới về. Thì xe thì cửa hàng có rất nhiều dòng xe luôn, nên anh em mà muốn tham khảo giá dòng xe nào thì cứ mạnh dạn comment nhé. Anh em có thể thấy là dòng phân khối lớn này, phân khối nhỏ này, đấy, dòng xe cổ điển này đều có anh em nhé. Đấy, đầy đủ phân khúc cho anh em lựa chọn. Nhưng mà hôm nay thì chủ yếu là cập nhật một số con mới về, nên mà anh em mà cần thông tin dòng xe nào nữa thì có thể là hãy comment bên dưới video mình cho dưới video này ha, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau cho anh em ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục cập nhật giá các cái dòng xe khác cho anh em tham khảo ha. Mình sẽ đọc lại địa chỉ một lần nữa để anh em mà ở gần có thể là chạy đến trực tiếp để xem xe, hoặc anh em ở xa thì có thể là liên hệ Zalo cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn và ship xe cho anh em ha. Cửa hàng nằm ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, An Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092 770 8 nhé. Cửa hàng có nhận giao lưu cho đổi tất cả dòng xe luôn. Còn bây giờ mình cũng xin kết thúc video từ đây và hẹn gặp lại anh em ha.